hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục cũng như kế hoạch hoạt động của công đoàn các cấp năm học 2018-2019 dưới sự chỉ đạo của chi bộ, sự phối kết hợp chặt chẽ với chuyên môn và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường. Công đoàn trường tiểu học Trần Quốc Toàn đã triển khai các phong trào thi đua và đạt được những kết quả như sau. Phong trào thi đua hai tốt. Phong trào thi đua hai tốt được công đoàn luôn quan tâm nhằm nâng cao nhận thức, bồi dưỡng phát huy tác dụng của đội ngũ giáo viên giỏi, nhân rộng nâng cao trình độ tay nghề, nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên. Trường luôn xếp loại tốt qua các đợt kiểm tra các cấp. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường nhiều năm qua được đánh giá có tay nghề vững vàng, chuyên sâu, nhiều đồng chí là bằng lưới chuyên môn của quận và thành phố. Kết quả kiểm tra chuyên môn của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo đều được xếp loại tốt. Phát động được 4 đợt thi đua do công đoàn ngành phát động. Các đồng chí tiêu biểu của nhà trường tham gia thi giáo viên giỏi cấp quận. 10 trên 10 đồng chí đều đạt giáo viên giỏi cấp quận, trong đó đồng chí Hồng Minh đạt kết quả xuất sắc. Thi giáo viên giỏi cấp thành phố môn văn hóa. 4 trên 4 giáo viên của trường tham gia được công nhận, trong đó đồng chí Hồng Minh, đồng chí Lê đạt kết quả cao. Đồng chí Vượng được tham gia làm ban giám khảo hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Các đồng chí đoàn viên công đoàn trực tiếp bồi dưỡng học sinh năng khiếu của các khối lớp luôn cố gắng, dày công rèn rũa cho học sinh mũi nhọn của nhà trường. Có 17 đồng chí giáo viên bồi dưỡng học sinh đi thi đạt giải, trong đó bồi dưỡng được nhiều học sinh đạt giải cao như đồng chí Thúy đã bồi dưỡng học sinh đạt 4 giải cấp quốc tế, 4 giải cấp quốc gia, 3 giải cấp thành phố. Đồng chí Lê bồi dưỡng một học sinh đạt giải cấp quốc tế, 2 giải cấp quốc gia, 1 giải cấp thành phố. Đồng chí Vượng bồi dưỡng học sinh đạt 1 giải cấp quốc gia, 2 giải cấp thành phố. Đồng chí Thuận bồi dưỡng học sinh đạt 1 giải cấp quốc gia, 4 giải cấp thành phố. Đồng chí Hảo bồi dưỡng một học sinh đạt giải khuyến khích cấp quốc gia, top 5 ban giám khảo bình chọn đọc sách vì tương lai, 1 giải cấp quận. Đồng chí Yến bồi dưỡng học sinh đạt 1 giải cấp thành phố. Đồng chí Mão bồi dưỡng học sinh đạt 3 giải cấp thành phố. Đồng chí Thu bồi dưỡng học sinh đạt 1 giải cấp thành phố. Đồng chí Huệ bồi dưỡng học sinh đạt 2 giải cấp thành phố. Đồng chí Ngọc Anh bồi dưỡng học sinh đạt 2 giải cấp quận. Đồng chí Thùy bồi dưỡng học sinh đạt 1 giải cấp quận. Đồng chí Lan bồi dưỡng học sinh đạt 1 giải cấp quốc gia, 1 giải cấp quận. Đồng chí Thắng bồi dưỡng học sinh đạt 5 giải cấp quận. Đồng chí Vui bồi dưỡng học sinh đạt 2 giải cấp quận. Đồng chí Đức bồi dưỡng học sinh đạt 2 giải cấp quận. Đồng chí Doanh bồi dưỡng học sinh đạt 1 giải cấp quận. Trong cuộc thi chữ viết đẹp cấp quận, nhà trường có 5 đồng chí tham gia thì cả 5 đồng chí đạt giải. Đồng chí Minh đạt giải nhất, đồng chí Hoa, đồng chí Hường đạt giải nhì, đồng chí Huệ, đồng chí Phúc đạt giải ba. Đồng chí Minh được chọn tham dự thi chữ viết đẹp cấp thành phố đạt giải 3. Trong cuộc thi cán bộ công đoàn giỏi cấp quận do Liên đoàn Lao động quận tổ chức, đồng chí Đỗ Thị Phương Hảo đại diện cho đoàn viên công đoàn nhà trường tham dự đạt giải 3 cấp quận. Nhiều tổ công đoàn đã huy động sức mạnh của từng thành viên trong tổ, đoàn kết giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xếp loại tổ công đoàn xuất sắc là khối 3, khối 5 và tổ văn phòng. Xếp loại hoàn thành tốt là khối 2, khối 1. Xếp loại hoàn thành là khối 4 và tổ chuyên biệt tự chọn. Nhiều tổ công đoàn đã huy động được sức mạnh của tổ khi tổ chức các chuyên đề cấp tổ khối, cấp trường. Đặc biệt, chuyên đề chuyên môn cấp thành phố, em yêu khoa học được Sở Giáo dục và Đào tạo và các quận huyện bạn đánh giá xếp loại xuất sắc. Chương trình báo cáo mô hình đổi mới sáng tạo đạt kết quả cao, được lãnh đạo cũng như các trường bạn ghi nhận. Phong trào giỏi việc trường, đảm việc nhà. Năm học 2018-2019, 100% nữ nhà giáo và lao động đăng ký danh hiệu. Nhiều chị em gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, không ngừng học tập và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học, biết sáng kiến, tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp. Nhiều chị em đã cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình, tham gia các phong trào của nhà trường, công đoàn đầy đủ, nhiệt tình, có trách nhiệm, biết cách sắp xếp việc nhà, việc trường một cách khoa học,
khéo léo để hoàn thành tốt công việc được giao và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nhiều đồng chí có con đạt giải cao như đồng chí Đinh Thị Hiền có con đạt giải nhì môn sinh cấp quận, giải ba môn sinh học cấp thành phố, giải ba môn hóa quốc tế Úc. Còn đồng chí Hồng Minh đạt giải nhất cấp thành phố môn toán. Còn đồng chí Lan đạt giải khuyến khích cấp quốc gia môn an toàn giao thông, giải nhì cuộc thi đọc sách vì tương lai cấp quận. Còn đồng chí Huệ đạt giải ba cờ vua cấp quận. Trong đợt tổng kết cuối năm có 28 đồng chí được công nhận là công đoàn viên xuất sắc. Trong đó, đồng chí Bùi Thị Lệ Hằng được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2018-2019. Đồng chí Trần Nguyên Lâm được Liên đoàn Lao động Thành phố tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng công trình sản phẩm chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Đồng chí Bùi Thị Lê được Liên đoàn Lao động Thành phố tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng công trình sản phẩm chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Được Công đoàn Giáo dục Hải Phòng tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua hai tốt. Đồng chí Vũ Thị Hồng Minh được Công đoàn Giáo dục Hải Phòng tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua hai tốt. Được Ủy ban Nhân dân quận tặng danh hiệu lao động giỏi. Đồng chí Nguyễn Thị Thuận được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tặng bằng khen về thực hiện tốt chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Đỗ Thị Phương Hảo được Liên đoàn Lao động quận tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn. Đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu giỏi việc trường, đảm việc nhà là 40 đồng chí, đạt 100%. 100% các đồng chí đoàn viên công đoàn có nếp sống văn hóa. Thực hiện các cuộc vận động. 100% cán bộ giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuộc vận động, mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Và phong trào, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường đã ký cam kết với ban giám hiệu, ban chấp hành công đoàn thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động và các phong trào thi đua. Mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên đã xây dựng kế hoạch cho riêng mình, vận dụng vào nhiệm vụ cụ thể được phân công. Việc thực hiện các cuộc vận động được đưa vào tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua trong năm học. Đặc biệt trong nhiều năm, công đoàn nhà trường không có đoàn viên công đoàn sinh con thứ ba. Cuối năm học, 56 trên 61 đồng chí được xếp loại xuất sắc và tốt trong việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, đạt 91,8%. Bên cạnh đó, công đoàn đã vận động ủng hộ các hoạt động nhân đạo từ thiện với tổng số tiền là 19.180.000 đồng. Kết quả danh hiệu thi đua năm học 2018-2019, danh hiệu tập thể, trường được công nhận là tập thể lao động tiên tiến, công đoàn được công nhận là công đoàn vững mạnh xuất sắc, được Liên đoàn Lao động thành phố tặng bằng khen, chi đoàn giữ vững danh hiệu chi đoàn văn minh công sở cấp thành phố, liên đội được công nhận là liên đội vững mạnh xuất sắc cấp thành phố. Danh hiệu cá nhân, tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên đạt lao động tiên tiến là 57, đạt 93,4%. Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 9 đồng chí. Một đồng chí được nhận bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Một đồng chí được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Hai đồng chí được nhận bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố. Hai đồng chí được nhận giấy khen của Công đoàn Giáo dục Hải Phòng. 7 đồng chí được nhận giấy khen của Ủy ban Nhân dân quận. 1 đồng chí được nhận giấy khen của Liên đoàn Lao động quận.